Dạ, bên kênh YouTube Huế Việt Nam Ngày Nay xin trân trọng kính chào quý bà con Sài Gòn, quý vị và các bạn. Bên này xin mời bà con, quý vị và các bạn chúng ta về thăm Huế, ngắm sông Hương mát dịu hiền hòa vào buổi chiều. Trời đang nắng nhẹ là ta. Xa xa kia là cây cầu Phú Xuân, cầu mới. Dạ, kính thưa bà con, bây giờ tại Huế là 5 giờ kém vào buổi chiều. Bên đang có mặt trước bia Quốc Học, một cái đài tưởng niệm các chiến sĩ người Pháp cũng như là người Việt hy sinh vì sự nghiệp nước Pháp trong Thế chiến thứ nhất. Đài này được xây dựng vào ngày 12 tháng 5 năm 1920. Bà con cũng thường gọi đài tưởng niệm này là bia Quốc Học. Dạ thưa bà con, chúng ta thấy trước trường Quốc Học bây giờ, ngay sau bia Quốc Học là một cái sân khấu, phải nói là đài sân khấu luôn. Huế đang hoàn tất cho cái công việc chuẩn bị ngày mai có một cái chương trình rất là ý nghĩa trong cái sự nghiệp giáo dục, đó là cái chương trình đường lên đỉnh Olympia. Năm 2023 này, trường Quốc Học Huế có một học sinh là một em lớp 12 chuyên lý đang vào chung kết cuộc thi đường lên đỉnh Olympia trong số 144 học sinh trên toàn quốc. Ngày mai, ngày Chủ nhật mùng 8 tháng 10, chương trình ở đây sẽ bắt đầu vào lúc 8 giờ cho đến 11 giờ. Còn chương trình thi sẽ phát sóng vào lúc 8:30 cho đến 11 giờ, và cái sân này dự kiến sẽ có khoảng hơn 3.000 học sinh trên tỉnh để chứng kiến, ủng hộ và động viên cho em Nguyễn Minh Triết. Với cái việc vào chung kết của em Nguyễn Minh Triết đã giúp cho trường Quốc Học Huế đạt cái kỷ lục là ngôi trường phổ thông trung học có nhiều ứng cử viên vào chung kết nhất, tổng số đến nay là 6 lần. Trường Lê Lợi, trường cũng nằm trong top 3, có 2 lần 2 quán quân của chương trình đường lên đỉnh Olympia. Quán quân thứ nhất là em Hồ Ngọc Hân vào năm thứ 9, tức là năm 2009, và quán quân thứ hai là em Hồ Đắc Thanh Trương lần thứ 16, tương ứng với năm 2016 của cái chương trình đường lên đỉnh Olympia. Theo mình được biết thì trường Quốc Học được thành lập từ rất là lâu rồi, vào năm 1896 theo chỉ dụ của vua Thành Thái. Sau nhiều lần đổi tên thì bây giờ trường cũng mang tên lại như ban đầu là trường Quốc Học. Đây là một ngôi trường lâu đời thứ ba ở Việt Nam, là một ngôi trường phổ thông trung học hàng đầu của Thừa Thiên Huế. Để vào được ngôi trường này thì các cháu, các em học sinh phải dày công rèn luyện học tập gian khổ, thi đạt điểm cao sau 9 năm học tập mới có cơ may thì đổ vào ngôi trường này học 3 năm trước khi vào ngưỡng cửa đại học. Từ trong sân trường nhìn ra cổng, nơi diễn ra cái chương trình cổ động ủng hộ tinh thần cho em Nguyễn Minh Triết. Đây chỉ là cái điểm mà các học sinh cũng như thầy cô, bà con Huế, người thân của em Nguyễn Minh Triết đến để ủng hộ thôi. Còn trường quay của cuộc thi là trường quay S9, đài truyền hình Việt Nam ở Hà Nội. Chúng ta xem video cùng Như Bình. Chúc cho em Nguyễn Minh Triết ngày mai thành công như mong đợi, khẳng định là học sinh Huế, nơi cái vùng đất mà từ khi mình lớn lên cùng nghe rằng là cái vùng đất hiếu học, nơi phát xuất nhiều nhân tài.
đồng thời cũng mong cho Huế thành công, giữ được nhân tài, không để cho nhiều nhân tài phải từ giã Huế như cái tình trạng hiện nay mà mình được biết xảy ra. Bây giờ thì mình xin mời bà con quý vị và các bạn chúng ta cùng với mình kết nối yêu thương, đại diện của nhà hảo tâm đi thăm giúp đỡ một số bà con đây đó. Bà khá hay à. Ô bác. Khỏe bác ha. Dạ, dạ. Khỏe bác hả, hay quá. Anh mong mong làm sao cho không ạ, có đại diện chị Tâm. Dạ. Dạ, chúc con khỏe. Dạ, dạ. Nhìn vô á là bên hai cái. Đây là ngân lương đình trước Phú Văn Lâu, cạnh sông Hương bà con. Bên đang quay phim ở đây thì gặp một ông cụ tập tận đi lượm ve chai. Dạ con chào bác. Con thấy bác tập tận ô đi lượm ve chai được trên đi đó hả? Một ngày mình lượm bán khoảng bao nhiêu tiền? 10.000. À được á. Chỗ bác lớn đó, bác có nghỉ ngơi đi lượm vất vả được á. Bởi vì không có ai cả, bác ở nhà trò. Bác ở nhà trò một mình nữa hả? Chẳng bác đang bị khuyết tật tập tận rồi. Bị tái biến. À bị tái biến ha. Dạ. Thôi con có cái mẫu quà của chị Tấm ở Mỹ gửi bác 300.000. Dạ. Dạ, chúc bác khỏe. Dạ dạ dạ. Dạ 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 dạ. Dạ con kính thưa bà con, vừa rồi thì con có nhận được 200 đô. Chị Tấm ở Mỹ chị muốn gửi cho bà con những người cao tuổi, khuyết tật, khó khăn. Đấy. Thì con đã gửi cho 3 người rồi, bây giờ còn lại 12 phần quà, tổng cộng là 15 phần đấy. Con xin gửi quý bà con hoàn cảnh ở đây là những người cao tuổi, khó khăn, và phải nói là một cái khó khăn rất là lớn nữa, đó là ai cũng khuyết tật cả, có nhiều người lại không thấy chi luôn, bị khiếm thị. Dạ, chúng ta cho tràng vào tay cảm ơn chị Tấm ạ. Dạ dạ. Dạ rồi con xin gửi bác. Dạ. Dạ con gửi chú. Dạ. Ô chú cũng thấy đường cùng dạ bị mất một đoạn tay. Dạ con kính gửi chú tất cả mọi phần quà như vậy là 300.000 hết ha. Dạ dạ. Dạ con gửi mẹ. Dạ mẹ ở miệng thấy đường. Dạ. Con xin gửi bác. Bác cũng thấy đường luôn. Dạ dạ rồi. Dạ. Con gửi mẹ. Dạ. Dạ, con gửi ốm ạ. Dạ, phần quà của chị Tâm. Dạ. Dạ. Dạ, gửi chú ạ. Dạ, dạ. À, dạ. Cảm ơn, cảm ơn. À, cảm ơn, dạ. Dạ, con gửi ốm. Dạ. Cảm ơn Phật. Dạ. Dạ, con kính gửi mẹ. Dạ. Dạ. Em gửi anh. Dạ, dạ, dạ. Dạ, dạ con kính gửi chú. Dạ đây chú. Như vậy là xong thêm 12 phần quà nữa. Tổng cả cái phần quà của chị Tâm gửi tặng bà con là 15 phần. Chúng ta cho tràng vỗ tay cảm ơn ạ. Dạ rồi, dạ 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 rồi, dạ. Xin cảm ơn bà con. Dạ con kính thưa bà con, những người cao tuổi cũng như là khó khăn đặc biệt ở đây, ở thị xã Hương Trà đấy. Vừa rồi thì trên tài khoản PayPal con có nhận được 100 euro của chị Ngọc Đoan, muốn gửi tặng giúp đỡ bà con khó khăn cũng như là người cao tuổi. Thì nói chung là rút về tài khoản ngân hàng người ta có trừ phí,
Bây giờ thì con chia ra được 8 phần quà, mỗi phần như vậy là 300 ngàn. Đấy, tổng cộng như vậy là 24. Xin gửi đến bà con những người khó khăn, cao tuổi, có các cháu trẻ vì ốm mẹ già không đi được thì phải đi nhận giúp. Chị Ngọc Đoan thông cảm cho các cháu nhỏ nhận giúp cho các ốm mẹ của mình. Dạ, con kính gửi mẹ 300 nghìn của chị hay là anh Ngọc Đoan gì đấy. Dạ, kính gửi chú. Rồi, ông bị chi rồi cháu? Rồi em nhận thay cho ai đó? Dạ, nhận thay cho ông. Nhận thay cho ông luôn à? Dạ. Em gửi gửi con kính gửi rồi ở đây ông thấy đường. Như vậy là 8 phần quà của chị Ngọc Đoan bên cũng đã gửi xong cho bà con luôn. Chúng ta cho trang một tay cảm ơn chị Ngọc Đoan. Dạ, như vậy thì bên cũng xin cảm ơn bà con quý vị và các bạn rất là nhiều đã đồng hành cùng bên chúng ta về chứng kiến thăm Huế ở các cái lô của bên, cũng như là thăm bà con những người khó khăn. Xin kính chúc quý vị và các bạn, quý ân nhân, quý nhà tâm được sức khỏe, bình an, vui vẻ, mọi sự tốt lành. Hẹn gặp lại bà con ở các video tải lên. Không quên YouTube bên cạnh để tiếng bình luận cũng như là subscribe, đăng ký, chia sẻ video để cập nhật video mới. Trân trọng kính chào.